Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa vị và các bạn, sáng nay 22 tháng 4 đã ra trận đấu của vòng 31 La Liga giữa Cádiz với Real Madrid. Sau trận hòa Getafe, cơ hội vô địch của Real Madrid bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù đã thắng El Clasico trước đó. Và trong lúc chờ Atlético Madrid thi đấu, đội bóng này phải tự quyết định vị trí của mình với một chiến thắng trước Cádiz để bằng điểm với đội bóng cùng thành phố. Bên kia chiến tuyến, Cádiz đã hơn khu vực nguy hiểm tới 9 điểm và khó có khả năng xuống hạng ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Zidane đã tung ra sân một đội hình khá lạ lẫm, trong đó có sự góp mặt của cầu thủ trẻ Antonio Blanco. Và trong những phút đầu tiên, Cádiz đã chơi tương đối khởi sắc nhờ khả năng làm tường của tiền đạo kỳ cựu Alvaro Negredo. Nhưng phút thứ 27, Isaac Casillas đã mắc sai lầm nghiêm trọng với pha dẫm lên chân của Vinicius trong vòng cấm địa. Real Madrid được hưởng một quả phạt đền và Benzema đã tận dụng thành công để mở tỷ số trận đấu. Bàn thua đó mở đầu cho màn sụp đổ của Cádiz kéo dài 10 phút. Phút thứ 33, Marcelo giúp đội khách cướp lại bóng sau một cú chọc khai hỏng trước khi Benzema tạt vào chuẩn xác cho Odrio Zola đánh đầu đập đất thành bàn. Và đến phút thứ 40, bàn thắng thứ 3 được ghi nhờ cú bóng tốt của Casemiro cho Benzema đánh đầu cận thành. Dẫn trước 3-0 chỉ sau một hiệp, giúp Real Madrid khá nhàn nhã ở hiệp thi đấu thứ hai. Huấn luyện viên Zidane rút dần các cầu thủ đá chính. Một số cơ hội nhỏ vẫn xuất hiện, nhưng những Rodrigo hay Marcelo đều không giữ điểm chuẩn xác. Chiến thắng 3-0 giúp Real Madrid có 70 điểm, bằng điểm với Atlético Madrid, nhưng dẫn đầu do hơn chỉ số phụ và đá nhiều hơn đội bóng cùng thành phố một trận. Bảng xếp hạng tạm thời của La Liga: Real Madrid dẫn đầu với 70 điểm, Atlético Madrid đứng thứ 2 với 70 điểm, Sevilla đứng thứ 3 với 67 điểm, Barcelona đứng thứ 4 với 65 điểm, Real Betis đứng thứ 5 với 49 điểm, Villarreal đứng thứ 6 với 49 điểm, Real Sociedad đứng thứ 7 với 47 điểm, Osasuna đứng thứ 8 với 40 điểm, Granada đứng thứ 9 với 39 điểm, Athletic Bilbao đứng thứ 10 với 38 điểm, Celta Vigo đứng thứ 11 với 38 điểm, Levante đứng thứ 12 với 38 điểm, Cadiz đứng thứ 13 với 36 điểm, Valencia đứng thứ 14 với 35 điểm, Getafe đứng thứ 15 với 31 điểm, Deportivo Alavés đứng thứ 16 với 30 điểm, Real Valladolid đứng thứ 17 với 28 điểm. Ba vị trí cùng thuộc về Huesca, Enche và Aiba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu này và bảng xếp hạng La Liga mới nhất? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng cũng như kết quả bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.